Hello, mọi người, tôi là Vinh và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho người một cái lựa chọn khác về thước thủy của hãng Shinhwa cho những ai đang cần một cái thước thủy ngắn và chỉ có 200mm thôi, tức là 20cm. Thì cái thước này là cái thước dạng Blue Label, màu xanh. Đây là thước thủy màu xanh của hãng Shinhwa. Thì tại sao Shinhwa nó làm cái thước thủy màu xanh? Cái này màu xanh và cái thủy bên trong nó cũng màu xanh. Vì hai lập luận của nó là cái màu xanh này khi chúng ta đem ra ngoài nắng sử dụng á thì nó sẽ dễ quan sát hơn là một cái thủy bình thường. Thì cái này mình thấy nó cũng hợp lý và mình cũng thử rồi, đúng là khi đem ra ngoài xanh thì dễ xem hơn, chúng ta dễ quan sát hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái thước thủy này nó như thế nào. Thì cái size số của cái sản phẩm này đó là 0,35mm x 1m, tương đương là 0,0201 độ. Đó là size số của nó. Thì cái này nó sẽ có được cái ưu điểm là nó sẽ đo được 3 chiều. Chiều đầu tiên là chiều thẳng đứng như thế này, chiều thứ 2 là chiều như thế này, và chiều thứ 3 là nghiêng như thế này, 45 độ. Đó là 3 chiều. Thân của này nó được làm bằng nhôm. Cái phần này nó được làm bằng nhựa ABS. Cái độ hoàn thiện của nó thì khi mọi người cầm vô không thấy cái lỗi nào đâu. Nó rất là đẹp. Những cái chi tiết này nè, nó làm thường những cái thước mà không xịn á thì chúng ta nhìn những cái chỗ này chúng ta vẫn thấy được những cái đường ráp khe nó không có được hoàn thiện chỉnh chu, nhưng mà cái này thì đảm bảo người cực kỳ chỉnh chu luôn, nhìn rất là sướng rồi đã. Nó vô cầm vô cũng đã rồi, nhẹ tay và nhôm lạnh ngắt. Thì cái cây thước thủy ngắn thì được dùng trong những công việc gì? Thì cây thước thủy có dài có ngắn, tại sao nó vậy? Tại vì không phải lúc nào chúng ta cần đo dài. Chúng ta cần đo dài nhưng mà chúng ta cần cân trên một mặt phẳng lớn và độ sai số nhỏ. Còn nếu chúng ta cân trên một phẳng nhỏ thì trong một cái khoảng này độ sai số của nó là 0,35mm thì cũng rất là thấp rồi. Chẳng hạn chúng ta đóng một cái kệ chúng ta rất là nhỏ mà chúng ta thể nào đúc cái kệ chúng ta tới, nó nhỏ chỉ cái 20 thôi mà chúng ta thể nào đúc cái thước thủy mét vô được, hoặc là nửa mét ổng đúc vô được, chỉ đúc được cây thủy 100 hoặc là 200 thì vô thôi. Đó lý do tại sao mà chúng ta thiết kế như thế này. Cái điều thứ hai nữa là khi đi công trình thì không phải lúc nào chúng ta có thể mang thêm một cái thước lớn, nó hơi phiền. Thì người ta sẽ chọn một cái thước nhỏ này, người ta bỏ túi, người ta mang theo nó sẽ rất là tiện dụng. Đó là cái lý do người ta tại sao người ta xài cái thước này. Thì mọi người thấy thì cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt, nhôm, nhựa, cái chi tiết thủy bên trong, mọi thứ nhìn rất là đẹp, rất là sang. Cái thước này đi chỉ xài điều nhất là sẽ mất thôi, tại vì nó đẹp quá và mất tiền nữa, nên là anh em mua thì hay bị tiếc sợ mất. Nhưng mà mình sử dụng gia đình thì mình không sợ mất ha, gia đình mà cái mình xài á, còn đi công trình mua cho thợ này nọ thì chúng ta sợ mất thôi. Cái điều đó là cái điều đáng buồn tại Việt Nam khi mua đồ cái sợ mất. Ok, nếu mọi người muốn mua cái sản phẩm này thì cứ đến địa chỉ 257 Sạc Nam Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thì giá tiền của nó là 437.000 trừ phí vận chuyển. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7. Đây là mức giá tham khảo tại thời điểm mình quay video. Sau này nó có thể thay đổi thì mọi người cũng đừng thắc mắc, tại vì giá cả mà. Nếu mọi người thích những video của tôi, hãy đăng ký, subscribe kênh YouTube hoặc like trên fanpage để mua hàng. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.